xứ từ Đài Loan. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành chiết canh do anh Mạnh thực hiện. Đầu tiên là chọn một cái nhánh có ánh mặt trời và chúng ta tiến hành lột cái da cây của nó ra như thế này. Bắt đầu chúng ta bấm da vào vỏ và cho lột ra. Đúng rồi. Sau đó là đến công đoạn cắt sẵn như thế này. Đây là anh Mạnh đang chọn cái dây đó. Xé ra nhỏ nhỏ. Yeah. Và tiến hành quấn vào. Và cái dao đắp từ nách mới lợt ra. Và cái dao thì cặp vào cổ. Đây, chúng ta quấn như thế này. Có tao nói với ai nói. Đây, chúng ta quấn sắp xong và lấy dao cắt phần thừa còn lại. Đây là chúng ta lấy từ trái dừa của Bến Tre. Và bây giờ chúng ta tiến hành bó vào cái nhánh cây chúng ta vừa lột da lúc nãy. Do anh Mạnh đẹp trai thực hiện. Đúng rồi, quấn rồi. Bóp vào. Wow. Thật là độc siêu. Đó, đây, anh Mạnh sẽ quấn vào như thế này. Anh Mạnh là một người chuyên gia chiếc ổi. Chiếc nhánh ổi rất là đẹp và rất nhiều cô gái để ý. Nhưng mà anh Mạnh chưa có đồng ý với một ai hết. Xong. Cái nhánh ổi sau khi chiết xong thì nó như thế này. Và sau một tháng hoặc là hai tháng thì nó có rễ và chúng ta cắt xuống, ươm vào một cái bầu nhỏ hơn. Như thế là chúng ta có một cây ổi con được chiết ra hoàn chỉnh.